Bùi Hoài Thái 1 năm tuổi. Đây, cây 1 năm chiết cành đây các bạn nhé. To hơn ngón tay cái. Nhìn như ốc bộng. Tối tối rồi nhưng mà chị em tôi vẫn cứ phải đi ra vườn để thu hoạch, không là tối lại bị bốc hơi. Rễ này các bạn, rễ này nhưng mà chưa bẻ đâu nhá, vẫn phải để đây rễ này. Đấy. Trắng xóa, rễ trắng rồi nhưng mà chưa đảm bảo cho lắm, nhưng để đây thì rất là lo sợ bốc hơi. Đây, thu được một số cành như thế. Nhớ nhà em tối rồi nhưng vẫn phải đi thu hoạch đấy, không thu hoạch là đêm tối bị bốc hơi hết đấy các bạn ạ. Cây mai càng có giá trị thì chuyện của làng mai càng nhiều. Cành mai bốc hơi, lá mai bốc hơi. Hai bạn ở trên kia, ba chị em tôi đi thu hoạch ấy. Rễ vẫn ngắn lắm, cành vẫn ngắn lắm. Rễ đây các bạn này, rễ trắng xóa. Thu hoạch thôi, thu hoạch thôi các bạn ạ, không thu hoạch là rời bốc hơi mất rồi. Cành đấy, cành mai thái đấy các bạn ạ. Này, mới chết. Hết rồi. Được đấy, được hơn 20 cành ấy. Dưới kia hơn 10 cành, dưới kia gần 20 cành. 30 cành kìa. Ừ. Có 3 cành đây cầm chưa thế ơi? Đây rồi. 3 cành đâu? 3 cành chưa, mới cắt mới để tao nó cầm đâu. À. Để xem rồi, non non. Hôm nào còn bỏ một túi. Nó để lên nửa cân á. Chị bảo thằng nào vứt đây và thằng em. À. Túi ni lông. Tao thấy như mày cứ vứt lùa. Tao vứt tổng là 6 cành. 3, 40 cành rồi. Được đấy. Đây đây đặt nhà nữa. Đâu có gì ăn nó. Tối rồi. Đi thu hoạch mà như kiểu đi ăn cướp. Nghỉ một buổi bao việc. Biết. Bây giờ vẫn chưa xong việc ấy. Bây giờ phải nhào bùn mai làm.
Đấy, được một sách cá đấy. Chỗ này nhiều chứ đấy. Tối rồi. Thank you.